Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Tôi là Phạm Ngọc Anh. Chúng tôi làm kênh YouTube này với mong muốn là tiết kiệm thời gian cho các bạn. Chúng tôi sẽ review tất cả những sản phẩm mà công ty Nhịp Cầu Việt cung cấp để các bạn có thể thuận tiện theo dõi tại nhà. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ tiếp tục review cho các bạn một sản phẩm của tập đoàn Makita của Nhật. Và hôm nay, ngày hôm nay là một chiếc máy mài đường kính 180mm và model của nó là GA7060, một chiếc máy mài lớn 180mm, và trong này luôn luôn có hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Đây phiếu bảo hành luôn luôn là phải có. Một cái chắn đá có chữ Makita trên này luôn và các bạn lưu ý rằng là hãy luôn luôn gắn cái đĩa chắn đá này để bảo đảm an toàn cho bản thân. Đó là các bạn nghĩ tới bản thân và gia đình mình. Máy to, một cái khóa chắn đá cũng to không kém. Và đây là chiếc máy. Nặng quá các bạn. Còn gì nữa? Đây, một tay cầm. Tay cầm phụ ha. Đây, cầm vô đây. Đây là chiếc máy này. Cái nào nặng ha. Anh gỡ này ra luôn này. Đây ra. Chiếc máy rất là lớn. Đây là cái tem phía dưới này các bạn thấy không? Đây các bạn sẽ quay cận phi 180 GA7060 và cửa công suất của nó là 2200W và tốc độ là 8500 vòng một phút. Sản phẩm của tập đoàn Makita và có tem chính hãng 7 màu của Makita đây ha. Số series đóng rất là cẩn thận này, các bạn thấy không? Số series này. Đó, model và số series máy. Đóng rất là cẩn thận ở bên trong. Và đây là cái công tắc của nó. Chỗ cầm được cầm bằng cao su, công tắc dạng bóp này, máy chèo. Có thể gài. Bóp bằng gài. Rồi này gắn thêm cái tay này vô cầm cho nó đỡ nặng. Máy rất là lớn ha. Đó. Rồi. Bạn chờ một chút ha. Nói về Makita thì cái dòng 180 Makita khá là đa dạng ha. Có rất là nhiều model ở đây. Ngọc Anh sẽ cho các bạn xem catalog. Đây ha. Bạn thấy nè. Có GA7050, GA7060 là cái model anh em mình đang coi ở đây. Và có những model sau nữa. 9067 GA7020R01, GA7020 và còn nữa. Đây. Cũng là 180 luôn các bạn này, 180 này, GA7061R và bên này nữa. GA7030 và GA7030R. Đó là những model là 180, còn xuống dưới này là 230 rồi. Có tới 56 cái model 180. Ngọc Anh đặt cái thông số kỹ thuật của cái model 7060 này cho các bạn xem nhé. Vừa nãy Ngọc Anh đã đọc sơ rồi nhưng mà đây là thông số trên catalog này, các bạn có thể xem nè. Các bạn thấy? Đây. Đây đúng. Đó. GA7060
180mm, được phát triển để sử dụng trong công nghiệp. Công suất là 2200W, đường kính đá mài là 180, tốc độ không tải là 8500 vòng phút, kích thước là 450, 200 và 144, và trọng lượng là 5,38 kg đến 5,89 kg. Có nghĩa là chúng ta có gắn đá hay không gắn đá thì thêm khi gắn đá thì trọng lượng nó sẽ là 589, nó sẽ nặng hơn. Dây dẫn điện là 2,5 m. Và cái giá bán lẻ Makita đề nghị là 3,460 triệu. Các bạn an tâm rằng là khi mua tại Nhịp Cầu Việt thì hàng chính hãng và giá sẽ rẻ hơn. Không những vậy, các bạn sẽ được bảo hành theo đúng chế độ của hãng, cũng như là Nhịp Cầu Việt sẽ chịu trách nhiệm bảo trì bảo dưỡng ha, và trách nhiệm sửa cái máy đó, nhập phụ tùng về sửa cái máy đó. Trong khi các bạn nào mà bạn không còn sử dụng máy nữa thì thôi, đại khái là Nhịp Cầu Việt sẽ cam kết đồng hành cùng với các bạn trong quá trình sử dụng máy. Và sau khi hết bảo hành thì Nhịp Cầu Việt sẽ không tính trong và chỉ tính phụ tùng thôi, và tất cả các phụ tùng thì đều được Nhịp Cầu Việt nhập chính hãng từ công ty Makita về để thay thế cho các bạn. Và bây giờ Ngọc Anh sẽ vận hành máy thử cho các bạn xem. Khá là nặng ha. Đây, bạn. Rất là nặng. Và bởi vì sao? Công nghiệp nặng mà. Đây là những cái model mà được sử dụng trong các nhà máy khu công nghiệp khá là nhiều, và những anh em ở bên ngoài chúng ta nếu như có những yêu cầu công việc mà cần sử dụng cái máy công suất lớn và đường kính đĩa mài 180 thì các bạn sẽ lựa chọn những cái máy của Makita này. Và các bạn có yêu cầu về sản phẩm này, cũng như muốn tìm hiểu thêm, cũng như là muốn mua những sản phẩm của Makita chính hãng, thì liên lạc với Nhịp Cầu Việt theo số điện thoại của Ngọc Anh ở phía dưới. Và các bạn có thể coi trên website nhịpcầuviet.vn, hoặc là để lại số điện thoại và nhu cầu của các bạn thì Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên lạc với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và mong rằng nhận được sự ủng hộ thật là nhiều của các bạn để cho kênh Nhịp Cầu Việt sẽ ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngọc Anh rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Ngọc Anh rất là mong muốn nhận được sự góp ý chân thành của tất cả các bạn để hoàn thiện hơn kênh mỗi ngày. Các bạn vui lòng để lại comment ở phía dưới, và Ngọc Anh sẽ tiếp thu những ý kiến của các bạn để hoàn thiện những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.